hành tinh cũ nhất được khám phá, các lý thuyết đầy thách thức cho các nhà thiên văn. Trong những quan sát mới về một vùng xa xôi của các ngôi sao nguyên thủy, các nhà thiên văn học đã tìm thấy hành tinh lâu đời nhất được biết đến, một vật thể khí khổng lồ gần gấp 3 lần trái đất và tuổi đời gần bằng chính vũ trụ. Khám phá dựa trên các phép đo của kính viễn vọng không gian Hubble đã thách thức các nhà khoa học suy nghĩ lại các lý thuyết về cách thức, thời gian và vị trí các hành tinh hình thành. Các nhà thiên văn học cho biết đó là bằng chứng chứng minh rằng các hành tinh bắt đầu xuất hiện sớm hơn hàng tỷ năm so với suy nghĩ trước đây và do đó có thể nhiều hơn. Các nhà thiên văn học cho rằng hành tinh này có khối lượng gấp đôi sao Mộc và đang quay quanh một cặp sao đã bị đốt cháy. Nó dường như đã hình thành cách đây 12,7 tỷ năm, trong vòng 1 tỷ năm kể từ nguồn gốc của vũ trụ trong vụ nổ Big Bang theo lý thuyết. Tiến sĩ Steen Sigerson của Đại học bang Pennsylvania tuyên bố trong một cuộc họp báo tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia ở Washington. Tiến sĩ Alan P. Boss, một nhà vật lý thiên văn lý thuyết tại Viện Carnegie ở Washington, người không tham gia vào nghiên cứu, gọi khám phá này là một tiết lộ tuyệt vời sẽ buộc các nhà khoa học phải xem xét lại ý tưởng của họ về sự hình thành hành tinh. Khám phá này đã thách thức quan điểm rộng rãi của các nhà vật lý thiên văn rằng các hành tinh không thể có nguồn gốc sớm như vậy vì vũ trụ vẫn chưa tạo ra đủ các nguyên tố nặng cần thiết để tạo ra chúng. Các thành phần tạo ra hành tinh bao gồm sắt, silicon và các nguyên tố khác nặng hơn heli và hydro. Những nguyên tố được gọi là kim loại này được nấu trong lò hạt nhân của các ngôi sao và tích tụ từ tro của các ngôi sao sắp chết, được tái chế trong các ngôi sao mới và họ hành tinh của chúng. Hành tinh này được tìm thấy ở trung tâm của một nhóm các ngôi sao cực kỳ cổ xưa, được gọi là một cụm sao hình cầu. Cụm sao này, M4, cách trái đất 7.200 năm ánh sáng, trong chòm sao mùa hè Scorpius. Các ngôi sao ở đó được ước tính đã hình thành cách đây gần 13 tỷ năm, quá sớm nên khu vực này thiếu các nguyên tố nặng. Các nhà thiên văn đã cho rằng những ngôi sao nguyên thủy như vậy không thể có hành tinh. Và những quan sát về các cụm sao khác dường như ủng hộ quan điểm đó cho đến khi phát hiện ra hành tinh Methuselah, trong cụm từ của tiến sĩ Boss. Mặt trời và hệ hành tinh của nó khoảng 4,6 tỷ năm tuổi là sản phẩm của cái mà các nhà thiên văn gọi là thế hệ thứ ba của các ngôi sao. Vào thời điểm đó, khí và bụi của không gian giữ các vì sao giàu các nguyên tố nặng hơn. Trong vòng chưa đầy một thập kỷ, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra các hành tinh xung quanh hơn 100 ngôi sao giống mặt trời trong dải Ngân Hà, thiên hà quê hương của trái đất. Nghiên cứu bắt đầu vào năm 1988 khi một ngôi sao tàn tích của sao quay nhanh được phát hiện trong cụm M4. Các quan sát sâu hơn cho thấy rằng ngôi sao được liên kết hấp dẫn với một ngôi sao lùn trắng, một vật thể đã cạn kiệt nhiên liệu hạt nhân của nó. Sau đó, các nhà thiên văn học nhận thấy sự bất thường trong tín hiệu sao xung, phản bội sự hiện diện của vật thể thứ ba đang quay quanh hai vật thể kia. Cuộc kiểm tra kính thiên văn Hubble gần đây đã xác định khối lượng và các đặc tính khác của vật thể. Nó không thể được nhìn thấy, chỉ suy ra từ ảnh hưởng của nó đối với chuyển động của pulsar. Và khu vực lân cận là một nơi không thể có cho một hành tinh. Các nhà thiên văn học cho biết nó gần như chắc chắn là một hành tinh, nhưng không phải là một hành tinh có khả năng sinh sống tốt. Nhóm nghiên cứu cũng báo cáo rằng hành tinh xa xôi có lẽ đã có một cuộc sống khắc nghiệt, sống sót sau các đợt xung kích của các ngôi sao đang sinh tồn và chết dần theo các vụ nổ xung quanh. Ngôi sao nhỏ và hành tinh của nó có thể hình thành ở vùng ngoại ô của cụm sao, sau đó di chuyển về phía trung tâm và đến quá gần với sao xung cổ đại, đã bắt giữ chúng. Ba vật thể cùng nhau bị hất tung bởi lực hấp dẫn trở lại một vùng bên ngoài của cụm. Trong báo cáo khoa học, nhóm của tiến sĩ Sigerson kết luận rằng những phát hiện này ngụ ý rằng các hành tinh có thể tương đối phổ biến trong các cụm sao cầu, có tính kim loại thấp và sự hình thành hành tinh này phổ biến hơn và xảy ra sớm hơn những gì được tin tưởng trước đây. Tiến sĩ Harvey Richter, một thành viên của nhóm đến từ Đại học British Columbia ở Vancouver, cho biết điều này rất đáng khích lệ khi các hành tinh có thể có nhiều trong các cụm sao hình cầu. Ông nói, chúng ta đang nói về một hành tinh từ một cụm sao cầu duy nhất. Chúng ta không nên ngoại suy từ một mẫu của một mẫu và trước tiên hãy quan sát kỹ hơn để xem liệu có hành tinh nào trong các cụm khác không.